Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề bố thắng và lọc nhớt. Bố thắng cũ đâu rồi ta? Mấy miếng này, mấy miếng kẹp bố trước á, mình gắn lại cho khách ha. Cái miếng kẹp này để cho bít tông nháo. Dạ alo ạ. Dạ 400 anh. Dạ. Honda nó xài chung, giờ em chỉ làm Honda thôi, tại vì với lại em bán mang về chứ em không có ráp để tiệm nên. Tại vì bên em không có đủ người á, nhiều quá rồi em không dám ráp nữa. À gửi về tỉnh cũng giá đó anh. Dạ. Cộng thêm tiền ship là 50k nha anh. Dạ. Dạ thôi cái đó anh mua ở dưới. Em chạy đi mua, thứ nhất là mua là phải tốn, anh thấy tiền nó cao hơn là anh tự đi mua. Mà mấy cái đồ này anh ra hãng mua cho chắc ăn. Dạ. Ở bi nhà mình còn không ta? Bi nồi á, hình như còn á, hình như bi nồi nhà em còn. Anh cứ mở coi kiểm tra em bán cho. Dạ mùi đớp hả, em cũng không biết nữa. Dạ rồi, cái này em biết luôn, cái này để em tranh thủ cái gì em lên anh. Dạ cái này là chắc chắn nha, cái này là chắc chắn em sẽ lên á. Dạ thì một là trong tháng này em sẽ lên. Anh có gì anh gửi định vị bên Zalo cho em đi, trong tháng này em lên anh. Dạ ok anh. Dạ à, mình chia sẻ với anh em thì bất kỳ cái hãng bố nào nó cũng sẽ có những cái cấp thường, cấp thường là cấp trung bình, là giống như zin theo xe thì nó sẽ là bố nó màu đen, cái vỏ ngoài nó cũng màu đen ha. Thì cái nó khác nhau ở cái chất liệu bố ở này luôn nè, chứ không phải cái mặt này không. Còn cái loại này thì cái loại cao cấp hơn, nó sẽ ở ngoài đây không phải là màu sơn, đây là miếng đồng thau. Cái loại cao cấp hơn thường nó sẽ màu vàng như vậy, nhưng mà không phải là sơn, nó sẽ là bằng đồng thau. Tại vì sơn á, khi nó gặp cái nhiệt độ lớn như vậy nó sẽ cháy hết, cho nên người ta không có dùng trong những cái bố xịn á, người ta không có dùng lớp sơn ở phủ cái bề mặt ngoài này, nó nóng thì nó sẽ cháy hết. Tại đây là ma sát mà, nó trà vô trong cái dĩa để nó hãm phanh lại, cho nên thường những cái đồ xịn nó sẽ bằng đồng thau, cái miếng ngoài để anh em biết đường mà anh em chọn. Cái thứ hai thì cái bề mặt của nó sẽ nhám như vậy ha. Thì mỗi một hãng nó sẽ có một cái cấu tạo cái bề mặt ở trong này, mình không nhắc tới cái bề mặt hãm ở trong. Thì anh em coi những cái thương hiệu giống như là Elite, nó cũng có cái loại bố cao cấp như vậy, chứ không phải mình chỉ khen SBS, có nhiều loại bố, nhiều loại hãng lắm. Đó thì mình nói ra cái vấn đề này để anh em biết là trong một hãng bố nó vẫn có cấp thường và cấp trung và cấp cao cấp dành cho những cái cường độ làm việc lớn hơn. Đó để anh em biết đường mà chọn, chứ không phải cứ SBS nó bố màu đen nó vẫn là cái cấp thường. Nhưng SBS màu vàng như vậy thì cấp nó cao hơn. Bình thường mình sẽ xài những cái loại này nè, nó không chênh lệch bao nhiêu tiền hết. Mình xài những cái loại này nó sẽ ok hơn nhiều. Elite đồ này kia cũng vậy ha. Và thêm một cái vấn đề nữa, tại sao nó có bố chợ, có bố giả? Tại vì thường những cái con heo nó sẽ dùng, có thể nó sẽ giống nhau về cái mặt bố và cái cấu trúc của con xe này, những cái con heo này, cho nên nó có thể xài chung bố từ xe lớn tới xe nhỏ luôn. Cho nên nhiều người á, thay cái bố của xe nhỏ vào đó, và cái cấp bố là bố màu đen nó càng rẻ nữa. Còn xe nhỏ mà bố màu vàng nó có mắc hơn chút ha. Và những loại bố nó có thể giống nhau y chang đó, nhưng mà loại bố dành cho xe mô tô nó sẽ khác, nó sẽ để trên cái nhãn hiệu trên này nó để hết, chẳng qua và mã số đồ này kia chẳng qua. Đây là mình đang nói những cái hãng bố tốt nha, để mã số để biết dùng cho cái dòng xe gì đó. Còn những cái đồ giả thì mình không nói tới rồi. Còn những cái bố hạng xịn đó, thì nó sẽ có loại cho xe máy nhỏ, có loại xe mô tô, có rồi cường độ làm việc.
nó như thế nào. Đây chỉ là cái cấp trung bình và cấp khá thôi, còn cái loại mà dành trong những cái cuộc đua nó sẽ có một loại bố khác, và trên đó nữa thì nó sẽ có những cái dòng dĩa khác nữa. À, là có nghĩa là nó phải đi từ hai chiều, một là từ bố, hai là từ những cái dĩa cao cấp hơn, cuối cùng là những cái dĩa mà nó xài những cái dĩa gọi là dĩa dĩa sứ đồ ha, đó nó than đồ á, thì nó để nó ma sát với những cái bố, một cái loại bố khác nó sẽ phù hợp, nó ăn hơn và nó giảm lại cái nhiệt lượng nó phát sinh ra. À, còn rất là nhiều thứ như vậy nha, để mà mình chia sẻ cho anh em biết ha. Đây rồi, tới tiếp theo tới cái lọc nhớt. Lọc nhớt nó cũng giống như bố thắng, nó sẽ xài chung rất là nhiều dòng xe. Nhưng mà những cái dòng xe có nhiều hãng ha. Giống như cái loại này, tại vì hiện tại là Canon nó không có loại, nó hết loại này nên mình phải nhập cái loại này hay đỡ ha. Nhưng mà nó vẫn có hai cấp độ, một là cấp độ thường, ông anh ổng đưa cho cái này trên xe ô tô nè. Đây là cấp độ thường của ô tô, mà cái này giống hàng cùi bắp, hàng giả quá. Tại mình nhìn cái đồ nó không có nét ha, mới dục ra không biết ai lụm vô. Đây là một cái loại thường, loại thường nó sẽ không có cái núm ở trên. Ví dụ như đây, đây là một cái loại cao cấp, người ta thường trong cái hãng người ta sẽ để gọi là racing. Racing thường nó sẽ có cái núm như vậy để dễ tiện mở ra mở vào đó. Còn đây là cái loại zin theo xe, nhưng mà tùy. Thường có nhiều người nói xài lọc nhớt ô tô qua xe mô tô vẫn được, được ở mức độ như thế nào, cho là lọc nhớt ô tô này là lọc nhớt zin hãng xịn đi, cốt ra nó có mấy chục ngàn đến trăm mấy chục ngàn đó. Nhưng cường độ làm việc của nó khác nhau. Xe ô tô nó chỉ có vòng tua mấy ngàn thôi, còn mô tô á nó vòng tua nó tới mười mấy ngàn lận. Và mình sẽ, tại vì nhiều người người ta gắn vô, mà có nghĩa là người ta vẫn xài được nhưng mà hiệu quả người ta không thấy được. Cái nữa là người ta chưa có cắt nó ra để xem cái cấu tạo bên trong nó như thế nào đó. Thì tại sao những cái lọc nhớt mà có cái núm trên này nó sẽ mắc hơn, và người ta gọi là racing, để làm gì? Những cái lọc nhớt này nó mắc tiền hơn, và thiết kế của nó dễ dàng mở ra tháo vào, và cái hiệu năng của nó sẽ tốt hơn. Ví dụ đường nhớt, thì cái racing, cái đường nhớt nó ra nó lưu thông sẽ lớn hơn, tại vì cường độ làm việc nó lớn hơn đó. Cái thứ hai, nó còn ảnh hưởng tới cái vấn đề khi nó quá cái áp tải, thì nó sẽ có một cái van xả nha. Bất kỳ cái lọc nhớt nào nó cũng có, nhưng cái van xả của cái thằng này nó cũng khác nữa. Đó, khác cái van xả này ha. Có nghĩa là đây là một loại cơ bản xài cấp rẻ cho những cái dòng xe máy dầu hay gì đó, tua thấp nó khác. Còn racing, cường độ làm việc của nhớt đi lưu thông qua nó lớn hơn, thì nó được thiết kế đồ tốt hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từ cái miếng lọc bên trong cho tới cái đường nhớt mà xả và đường nhớt lưu thông nó cũng lớn hơn, để làm gì? Để cái lượng nhớt qua nó được nhiều hơn đó. Nó mắc hơn rất là nhiều chỗ, chứ anh em đừng có nghĩ cái này mình mang dục, người ta cho mình nhưng mà cái này không dám gắn lên xe, anh em lột máy hết. Máy mà qua hả, thay lọc nhớt không đúng nó cũng sẽ lột máy, chứ đừng có nghĩ tới nhớt không, tại vì lưu lượng nhớt qua nó để hồi về nó chậm đó, cho nên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Này dục đừng có lụm lại nữa nha, dục cùng anh ngáo. Cái đó đồ tàu lao, gắn vô hư xe người ta hết. Thì lọc nhớt mình cũng đã nhập được số lượng, mỗi lần nhập mình nhập mấy thùng, mỗi thùng là 50 cái. Chờ em tí xíu nha anh Bục ơi, người ta đang qua đó. Dạ, em hẹn người ta rồi đó. Mình nhập rồi, lần thùng như vậy thì mới được giá tốt. Mỗi thùng là 50 cái, mỗi lần nhập tiền lọc hay tiền gì cũng gần cả 100 triệu hết. Nhớt cũng vậy, không nhớt một đống như vậy. Và những cái lập số lượng như vậy á, mới được giá tốt hơn. Và những cái chỗ mà giống như là chuyên nhập về
thì có giá, nó có thuế đồ này nọ, hóa đơn đỏ đầy đủ. Tại vì mình cơ sở, mình không có phải bán cái chỗ lẻ lẻ, mình lấy lần ít, thì càng nhập số lượng như vậy thì càng tốt cho khách hàng. Đi gom mình manh mấy cái lọc nước, cái lọ nước dục hết, uống mỗi người nhét chỗ. Thì cái số lượng như vậy thì giảm cái giá thành lại cho khách hàng, giống như mình mới nói là buri rồi độc nhất. Hàng ngày mình vẫn sẽ tìm được những cái chỗ là phân phối nhập hàng về chính thức, để mà mình giảm đi cái cốt hàng mình nhập về để bán cho anh em càng ngày càng rẻ hơn ha. Nó còn cái này, và tới đây mình đã đụng tới cái mốc là mốc cuối rồi. Giống như từ Li Quy thì nhập từ những cái Li Quy Việt Nam chính hãng nhập về, KN cũng vậy, rồi Buji, NGK cũng vậy, vừa có cấp Platinum là cấp cao và vừa có cấp zin cơ bản đó, bố nồi bữa nay đó. Và những cái riêng về cái những cái phốt phục và những cái bạc đạn đũa của Onbon á, của Mỹ á, là mình lấy lại của ông anh, vẫn là nhập ở dạng cá nhân, chưa có phải là nhập từ nhà phân phối, từ hãng về, cho nên giá nó vẫn còn hơi rác cái vấn đề phốt và cái bi chén cổ đũa đó của Onbon thì nó quá nổi tiếng rồi. Vấn đề là mình vẫn đang nhập ở cái mức độ gọi là cá nhân, nó chưa có cao được. Và tại sao nó chưa có rẻ được, và tại sao mình vẫn chọn nó, tại vì rủi ro của thằng này nó rất là thấp. Mình thay những cái phốt này vô và chưa bao giờ mình phải làm lại bảo hành cho khách, nhưng mà mình thay phốt zin là mình bị rồi, cho nên mà mở ra là công của mình rất là cao đó, mình lỗ dầu của mình vậy, những cái cốt dầu hay mọi thứ nó rất là cao, mà mình làm mình bảo hành cho khách là mình lỗ, mình lời không có được nhiều, thà mình chọn cái cao hơn chút nhưng mà nó chắc ăn, vấn đề mang lại nó là hiệu quả hơn nữa và giảm rủi ro, cho nên mình vẫn chọn nó là vậy. Từ từ những cái đồ bên mình sẽ nhập từ những cái chỗ chuẩn hơn, sát hơn, để cái giá nó được tốt hơn, mà mình nhập số lượng cho anh em, tại vì mình làm nó rất là nhiều ha, và mình chia lại cho những anh em thợ thì giá nó được tốt hơn anh em mua bên ngoài nữa đó, mình chia sẻ với nhau. Cho nên anh em ở tỉnh đó, cần gì cứ alo cho mình. Những cái buri nè, như buri CR9EK, CR10EK đồ ha, giá rất là tốt nha, bữa nay mình nhập thì giá tốt đó. Anh em cần gì ủng hộ mình, rẻ hơn mình đang bán hiện tại rất nhiều nha, rẻ hơn tới 30% luôn. Mình bao như vậy với anh em là anh em hiểu nó rẻ như vậy à. Tại mình mua bữa nay mình nhập từ cái NGK ra băng luôn rồi đó, rất rẻ. Và thông báo với anh em lần nữa, những cái máy móc, những cái cục máy mình nhập về đều qua DHL rồi hải quan hết, cho nên từng cục máy sẽ có thuế hết. Cho nên anh em tới mua máy chỗ mình ha, mình sẵn sàng xuất hóa đơn cho anh em, hoặc anh em cầm cái tờ biên lai nhập vô của DHL á, anh em mang về tới công khai tới nhà của mình đã đóng thuế hết toàn bộ, riêng từng cục máy của từng hãng, bất kỳ hãng xe nào nếu không có sẵn, tại vì vốn của mình có hạn ha, nếu không có sẵn thì anh em đặt chỉ trong vòng 15 đến 20 ngày là có full cục máy về đây, rất rất là mới đó. Anh em thấy bây giờ rất là tiện chưa, nếu hàng không có sẵn, đặt hàng bất kỳ cục máy của dòng xe gì, bất kỳ đều có hết. Và anh em nhớ, đây không phải là hàng lậu nhập trực tiếp về DHL, qua cửa khẩu đàng hoàng, đóng thuế và có biên lai rõ ràng từng món đồ, cho nên anh em yên tâm về không có bị ai làm khó làm dễ hay vấn đề về thuế má, nó rất là rõ ràng rồi ha đó. Cho nên anh em yên tâm mà mua hàng bên mình ha đó, mình bán đồ cho anh em, ngoài cái chất lượng ra còn vấn đề về pháp lý mọi thứ nó đều rõ ràng hết, anh em ủng hộ mình. Đây của anh em mớ đồ ABS của R6, đuôi R6 219, còn full cái đằng sau, nhưng mà vấn đề là nó gãy cái bát đằng trước rồi, nếu mà bát đằng trước nó còn ịnh lên cái cụp là hơi bị đẹp, nhưng mà nó còn phần ở đằng sau à. Anh em nào cần thì mình bán nha, ở đằng sau là còn y nguyên đó. Rồi nè, máy
H2R2, em lộn, máy H2 220, super chạc màu xanh lá cây ha. Nồi thông minh đó, anh em nào đang có H2 đời super chạc đỏ là từ đời 2015 đến 2017, anh em cần super chạc hay cần nồi thông minh, nồi thông minh nó chỉ có 3 lò xo nồi thôi, anh em cứ alo cho mình ha, gắn qua kịch lấy lúa thôi. H2 220 có sẵn, anh em muốn máy H2R mình có luôn đây, kể cả bô của H2R mình cũng có luôn, bô H2R. H2R thì cái van xả nó giống nhau, nó hình oval ha, nhưng mà cái bô của H2R nó bằng inox, còn bô của H2 thường á, tùy bản carbon thì nó bằng titan, mình không nói rồi, những cái đời cũ á, bô nó hoặc H2SX bô nó bằng sắt, còn cái này là bằng inox, cái này của H2R nha anh em. Ai đã chơi xe thì sẽ hiểu H2R zin của nó từ đời 2017 trở về trước, 27, 28 trở về trước nó sẽ bằng inox như vậy. Còn cái bô mà H2 220 đó của mình là SX, cái bô nó bằng sắt mà nó bị móp à, mình mang đi làm mà chắc mình dục luôn, tại mấy cái này mình mua rẻ lắm, anh em mà muốn up lên này rẻ lắm, mấy triệu bạc, đi sửa lại mất công tiền ha. Còn máy ZX6R này là đời 2016, 2017 mình còn có 6-7 cục, anh em nào cần cái alo, máy BM tháo bán đồ món nè. Cái này thì bụng dưới rồi nó dên rồi làm rồi, mình chỉ bán cái dàn đầu trên thôi ha. Mới bán một cây cam hút rồi, còn cam xả, còn dàn đầu xúc bắp đó, xúc bắp còn zin, ai cần mình tháo bán từng cây xúc bắp cho anh em đó. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Này máy su 600 2011-2012, còn cái kia ZX10R 2017 mới odo 3000 đó, còn cái này là ZX10R cũng 2017 nhưng mà bán dàn đầu rồi ha. Còn lóc liếc của mình anh em cần bán rẻ cho, lóc mà mình còn nhiều lắm đó, bán cặp lóc có mấy triệu à, đẹp luôn, anh em cần cứ alo mình. Lóc CBR 1000, lóc này của Kawa 600, lóc này của Su 600, này ZX10. Mình còn một cái máy Hyosung 750, mình mua cái máy này chưa gác trên xe, mình mua trong hãng Hyosung, kỳ hãng Hyosung phá sản, thanh lý ra mình mua nguyên cục máy hãng, từ hãng Hyosung nha, chưa gắn trên xe nha đó, còn mới chát luôn. Cái này mình bán anh em rẻ thôi, mười mấy triệu à. Này là cục máy CB400 VTEC 3 VTEC 2, 3 gì đó, 2, 3 nó giống nhau mà đó, đó. Ai cần bán rẻ luôn à, giờ mình bán rẻ hết, cần xuất hóa đơn mình xuất hóa đơn luôn nha, máy này có hóa đơn hết, anh em yên tâm, bất kỳ cái đồ gì ở đây đều có hóa đơn hết đó, để anh em yên tâm mà mua đó, mình cũng bán yên tâm, không có vấn đề gì hết, qua thuế hết rồi, qua thuế là hợp pháp, cứ có thuế là hợp pháp, đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.